ngày 18 tháng 3 năm 2022, Nguyễn Văn Đài sắm vai cổ động viên của Ukraine, với dòng tít Hoa Kỳ, NATO hãy góp gió lật thuyền Putin. Theo đó, luật sư Đài hô hào Hoa Kỳ cùng NATO cộng lực để lật đổ chế độ độc tài ở Nga, đưa nước Nga trở về mô hình dân chủ, theo mô hình Mỹ và phương Tây, do Mỹ dẫn dắt xu thế toàn cầu. Đáng lưu ý là, mặc dù chĩa mũi dùi vào Nga, song luật sư Đài cũng không quên đá móc vào Trung Quốc và Việt Nam, ý cho là khi Nga cộng bị sụp đổ thì Trung cộng và Việt cộng chẳng còn chỗ dựa, tất yếu sẽ bị sụp đổ, các nước khác theo mô hình cộng sản vì thế mà tan rã. Luật sư Dởm tỏ ra rất hân hoan dự báo viễn cảnh tương lai vô cùng tươi sáng của nhân loại là thế giới tuyệt vời, thế giới đơn cực do nước Mỹ hào phóng đứng ra bảo kê, cung cấp tiền của như nước, ban phát, bảo lãnh nền dân chủ và hòa bình. Đúng là óc huyễn tưởng, cuồng loạn chính trị của Nguyễn Văn Đài đã vô phương cứu chữa. Đài thiếu thực tế ở chỗ, nền dân chủ do Hoa Kỳ và NATO làm biểu tượng vốn tiềm ẩn chiến tranh, xung đột. Sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, Hoa Kỳ và NATO trở thành kẻ chủ mưu và trực tiếp gây ra cuộc chiến ở Nam Tư, Kosovo, Iraq, Pakistan, Afghanistan. Sự cấu kết giữa Hoa Kỳ với NATO, dưới vỏ bọc tự vệ lại luôn hành xử theo phương thức đánh phủ đầu, bằng quân sự, triệt hạ các nước, không theo mô hình dân chủ Mỹ và phương Tây thông qua ngón đòn trừng phạt kinh tế. Nga, Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Triều Tiên, Venezuela đều bị Hoa Kỳ và EU sử dụng chiến lược diễn biến hòa bình để ngăn sự hồi sinh chủ nghĩa cộng sản. Chắc Nguyễn Văn Đài cổ suý cho cái thế giới tuyệt vời, đích thị là phải triệt hạ Nga, Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Triều Tiên, cùng các nước không chịu ngoan ngoãn, nghe lời Hoa Kỳ và EU. Đài thực sự ấu trĩ, ngô nghê chính trị, sao không chịu sâu chuỗi các sự kiện trong quan hệ quốc tế kể từ sau chiến tranh lạnh. Từ trật tự đối đầu hai cực, thế giới những tưởng còn đơn cực do Mỹ và NATO, đồng minh quân sự là chính, khoác áo giáp cho tham vọng bá chủ thế giới cho Mỹ, làm chùm sò trên chợ giờ buôn bán dân chủ, nhân quyền, tự do, bình đẳng, hòa bình. Song, sự trỗi dậy của Đức, Nhật, sự vươn lên của Ấn Độ, sự phục hưng của Trung Quốc, nhất là sức bật của gấu Nga từ bão tuyết hậu Xô Viết, đã khiến cho bàn cờ địa chính trị thế giới trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Cuộc chiến ở Ukraine chính là sự gieo gió ắt phải gặt bão của Mỹ và NATO khi không từ bỏ dã tâm làm cùng kiệt nước Nga. Nếu thế giới tuyệt vời trong óc huyễn tưởng của Nguyễn Văn Đài thành hiện thực, chắc chắn là nhân loại phải trả giá bằng đại chiến thế giới thứ ba, khi đó sẽ chẳng còn ai thắng, ai thua. Vậy nên, Nguyễn Văn Đài chớ có đổ thêm dầu vào lửa. Nền dân chủ phải được kiến tạo bằng sự dập tắt tham vọng dùng sức mạnh quân sự và kinh tế để bắt thiên hạ tuân phục. Đặc biệt, cần phải chấp nhận xu thế toàn cầu hóa, với sự tồn tại giữa các nền văn hóa và mô hình chính trị khác biệt, đừng nuôi ảo tưởng ngạo nghễ trên đống cho tàn lịch sử. Giấc mơ hão huyền về thế giới tuyệt vời trong óc Nguyễn Văn Đài chỉ có được khi Mỹ và NATO biết chấp nhận thực tế, mô hình tự do dân chủ kiểu Mỹ và phương Tây đã hết phép màu nhiệm từ thời công xã Paris.